Ở vòng thi đầu tiên thì các bé sẽ được quyền lựa chọn bố hoặc là mẹ tham gia trả lời câu hỏi của mình với một chủ đề mà chương trình đưa ra. Đầu tiên sẽ là gia đình của bé Minh Châu và bé Anh Minh. Chúng ta xem nha. Chủ đề dành cho mình đó là chủ đề tâm lý. Về tâm lý thì các bé sẽ nói gì với chúng ta về chủ đề này đây? Các bé có hiểu tâm lý của bố mẹ hay không? Mời tất cả quý vị chúng ta cùng nghe hai bé Minh Châu và anh Minh nói nha. Con thích lúc bố con hiền dạy mình. Bố con như nổi nóng như là con cưng. Còn là con sợ còn mẹ con thích là mẹ con chiều con. Bố rất là nóng tính, khi con phạm cái gì bố con điên lên rồi. Bố con bảo ra đây. Hôm qua em con mới mách cho bố xong rồi bố bạn đi ra đây. Bố bạn chiều nay có tội gì em có bảo không biết. Con đâu có biết đâu. Cái cô bé này lớn lên chắc cũng có thể làm nghệ thuật, làm diễn viên được á. Kể về cái sự nóng tính của bố mà cái gương mặt cũng rất là sắc. Rồi đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ lựa chọn, các con muốn bố hay mẹ trả lời chủ đề này? Con chọn bố ạ. Vậy thì bấm nút chọn bố. Mời mẹ lùi xuống một bước. Câu hỏi chủ đề tâm lý như sau. Lo lắng quá mức trong thời gian dài khiến chúng ta dễ mắc bệnh gì? A. Đau dạ dày. B. Sâu răng. C. Viêm tai. D. Mộng du. 10 giây bắt đầu. Thưa chương trình, theo tôi nghĩ thì tôi thường bị đau bị hay suy nghĩ và căng thẳng, thì tôi chọn phương án đau dạ dày. Dạ, đau dạ dày. Lo lắng quá mức trong thời gian dài thì chúng ta vẫn hay gọi là stress đúng không ạ? Anh chọn đáp án A, đau dạ dày. Đó là câu trả lời chính xác. Chúc mừng. Yeah! Một nhà bác học Mỹ đã nhấn mạnh không axit, không viêm loét. Axit sinh ra được điều khiển bởi hệ thần kinh thực vật, dây thần kinh số 10. Khi con người bị stress sẽ gây nên sự kích ứng thần kinh, hình thành nhiều axit quá mức gây viêm loét dạ dày. Và với câu trả lời vừa rồi, anh mang về cho nhà mình được 10 điểm. Yeah! Tiếp theo, gia đình của bé Hoàng Dương và Ngân Hà. Chủ đề dành cho chúng ta đó là chủ đề kinh tế. Với chủ đề kinh tế nghe có vẻ là hơi lớn so với lứa tuổi của các bé đúng không ạ? Nhưng mà đôi khi các con sẽ có những cái suy nghĩ đó đúng với lứa tuổi của mình mà chúng ta nghe sẽ cảm thấy rất là ngô nghê, rất là hồn nhiên và đáng yêu. Hãy nghe hai bé chia sẻ nha. Mẹ con ở nhà, mẹ con nhiều lắm nhất ạ. Mẹ con khoảng 30-35 bộ ạ. Theo con thì em khoảng cũng chỉ bằng mẹ thôi. Tại vì mẹ với em có chung những điệu đà mà con cứ bảo là đừng có mua cho em cho tiết kiệm tiền mẹ ơi. Mẹ cứ bảo là cho nó điệu đà một chút đi. Con thấy là bố Ngân lúc nào mẹ mua cho bố cái áo nào qua là bố chẳng sử dụng. Bố nhiều lần chỉ dùng mấy thôi, có lúc mà không mặc áo. Con thấy bố sử dụng áo cũ thôi. Chắc vì mẹ không muốn mẹ phải giặt quần áo quá nhiều nên là không mặc áo. Cái khái niệm này lạ nha. Bố thương mẹ, bố sợ mẹ giặt quần áo quá nhiều cho nên bố không mặc áo. Cái là trong nhà tôi với ông bố. Cái này thực sự là rất bất ngờ, hôm nay con trai lại phát hiện ra chuyện này, nghe cũng căng đấy ạ. Hai con sẽ chọn bố hay mẹ trả lời chủ đề này? Chọn mẹ nhá. Ấn đi, ấn bên này. Bỏ tay ra. Cuối cùng quyết định chọn người có nhiều váy áo nhất, đó chính là mẹ. Mời bố lùi xuống một tí ạ. Câu hỏi chủ đề kinh tế như sau. Tính đến năm 2016, đồng tiền nào mạnh nhất khu vực Đông Nam Á? A. Đồng Baht của Thái Lan. B. Đồng rupee của Indonesia. C. Đồng ringgit của Malaysia. D. Đô la Singapore. 10 giây bắt đầu. Thời gian đã hết. Đáp án của nhà mình là gì ạ? Theo như những cái hiểu biết của mẹ về các nước thì mình thấy là Singapore là nước có vẻ phát triển nhất trong khu vực Đông Nam Á, nên mình đánh liều chọn phương án D, đô la Singapore. Dạ, có lẽ chúng ta cũng cần phải lưu ý quan tâm tới những đồng tiền trong các nước khu vực Đông Nam Á, bởi vì có thể trước sau gì mình cũng sẽ đi du lịch ở những nước này. Chị đưa ra đáp án đô la Singapore, đáp án D. Chính xác. Đúng là như vậy. Chúng ta có thể tính như sau.
1 đô la Mỹ bằng 3,90 ringgit của Malaysia, 1 đô la Mỹ bằng 13,236 rupee của Indonesia và 1 đô Mỹ bằng 35,25 baht của Thái Lan. Như vậy có nghĩa là đồng đô la Singapore là đồng mà có cái giá trị mạnh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Xin chúc mừng nhà mình được ghi 10 điểm. Trở lại với gia đình của Minh Châu và anh Minh, chủ đề dành cho chúng ta đó là chủ đề sức khỏe. Bây giờ thì với chủ đề này các con nghĩ rằng ba hay mẹ sẽ trả lời tốt hơn? Con được chủ là con thấy mẹ. Mẹ trả lời tốt hơn. Vậy thì bấm nút chọn. Mẹ. Mẹ. Mời mẹ lắng nghe câu hỏi chủ đề này nha. Vận động viên Jennifer Figger đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới khi bơi qua đại dương nào? A. Thái Bình Dương, B. Đại Tây Dương, C. Ấn Độ Dương, D. Nam Đại Dương. 10 giây bắt đầu. Thời gian hết rồi, bây giờ thì mời mẹ đưa ra câu trả lời của mình. Em thì vận động viên Jennifer Figger thì đã trở nên nổi tiếng khi bơi qua Đại Tây Dương ạ. Đáp án B, Đại Tây Dương. Mình dựa trên cơ sở nào để mình đưa ra sự lựa chọn này ạ? Cái này thì em cũng đã có đọc ở trên mạng ạ. Cũng có xem chương trình thể thao ở trên TV ạ. Đây là câu trả lời chính xác. Mẹ của các con đã trả lời đúng. Jennifer Figger là một vận động viên người Mỹ 56 tuổi, đã trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới bơi qua Đại Tây Dương với tổng chiều dài quãng đường lên tới gần 6.400 km trong 73 ngày. Nhà mình được ghi thêm 10 điểm nữa. Gia đình của Hoàng Dương và Ngân Hà. Chủ đề đó là chủ đề công nghệ. Các con sẽ lựa chọn ai, bố hay mẹ? Con chọn bố ạ. Chọn bố, bấm nút. Rồi, mời mẹ lùi xuống. Chủ đề công nghệ chắc bố là người phù hợp. Câu hỏi như sau. Tàu sân bay sơ khai đầu tiên trên thế giới được quốc gia nào phát triển? A. Đức, B. Anh, C. Nga, D. Pháp. 10 giây bắt đầu. Tôi cho rằng công nghệ của bốn nước này đều là những quốc gia rất là phát triển ở châu Âu. Tuy nhiên thì theo cá nhân tôi đánh giá thì có lẽ rằng là nước Anh là cái nước mà có cái lịch sử về phát triển công nghệ. Do vậy mà tôi quyết định chọn phương án thứ hai là nước Anh. Dạ, anh cho rằng nước Anh là quốc gia đầu tiên trên thế giới phát triển tàu sân bay. Giống như là một cái tàu lớn và nó không có đường băng để có những chiếc máy bay cất cánh từ trên con tàu này mà chúng ta vẫn hay gọi là hàng không mẫu hàm, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, đây là câu trả lời chính xác. Chúc mừng. Anh là quốc gia đầu tiên phát triển khái niệm hàng không mẫu hạm, tàu sân bay đầu tiên trên thế giới có đường băng dài chỉ 17 mét. Phi công sẽ cất cánh nhờ vào lực nâng khi tàu di chuyển với tốc độ 20 hải lý một giờ. Nhà mình ghi thêm được 10 điểm. Yeah. Câu thứ 3 cũng là câu cuối cùng của vòng 1. Quay trở lại với nhà của bé Minh Châu và anh Minh. Chủ đề đó là chủ đề cơ thể người. Các con sẽ chọn ai đây, bố hay mẹ? Con chọn mẹ ạ. Bấm nút chọn mẹ. Câu hỏi chủ đề cơ thể người như sau. Nhóm cơ nào khỏe nhất trong cơ thể con người? A. Cơ đùi, B. Cơ vai, C. Cơ tim, D. Cơ hoành. 10 giây bắt đầu. Theo em thì cơ hoành ạ. Cơ hoành, đáp án D. Đáp án D chị Thanh Nga lựa chọn là đáp án. Không đúng. Mà đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án C, cơ tim. Cơ khỏe nhất là cái nhóm cơ đó, cái bộ phận cơ thể đó sẽ phải hoạt động thường xuyên, hoạt động nhiều. Giống như là mình vậy đó, mình tập luyện thể dục nhiều thì mình có một sức khỏe tốt, đúng không ạ? Thì trong cơ thể của chúng ta, so với những bộ phận khác, tim là bộ phận hoạt động nhiều nhất. Mỗi phút tim co bóp với tốc độ từ 60 cho đến 100 lần và nó hoạt động như vậy trong suốt cả cuộc đời của mình. Nhà mình rất tiếc là không ghi được 10 điểm. Trở lại nhà của bé Hoàng Dương và bé Ngân Hà. Chủ đề của chúng ta đó là
chủ đề ô tô. Dạ, con đây chứ là con chọn bố ạ. Tại sao chọn bố mà không chọn mẹ? Bố con có ô tô, còn mẹ con không có ô tô ạ. Con ơi con, để có được chiếc ô tô đó cho bố là mẹ móc tiền ra đó. Nhưng mà con thấy bố hay lái xe nhiều hơn ạ. Con hỏi cái gì liên quan đến giao thông thì bố cũng biết, còn mẹ thì đôi lúc không biết. Bấm nút chọn bố. Bố. Mời mẹ lùi xuống nha. Câu hỏi như sau: hệ thống chống bó cứng phanh của ô tô được gọi là gì? A. GPS, B. SRS, C. ABS, D. SIR. 10 giây bắt đầu. Tôi xin phép chọn đáp án C, đó là hệ thống ABS. Anh chọn đáp án C, ABS. Bố có ô tô, bố biết lái ô tô, bố rành về giao thông. Vậy thì câu trả lời này của bố có đúng hay không? Đây là câu trả lời đúng. Chúc mừng. Yeah! Hệ thống chống bó cứng phanh ABS được xem như một tiêu chuẩn của những chiếc xe hơi hiện nay, hỗ trợ quá trình phanh xe được an toàn và chính xác hơn. SRS là hệ thống túi khí, SIR là hệ thống chống va đập và GPS là hệ thống định vị toàn cầu. Và chúng ta được ghi thêm 10 điểm cho câu hỏi này. Kết thúc vòng thi đầu tiên, điểm số 2 gia đình như sau. Gia đình của Minh Châu và anh Minh đang có 20 điểm. Gia đình của Hoàng Dương và Ngân Hà được 30 điểm. Yeah! Chỉ có 10 điểm thôi. Không sao hết, mình vẫn còn rất nhiều cơ hội ở vòng thi tiếp theo. Hãy cùng chúng tôi đến với vòng 2 của chương trình Con Biết Tuốt. Con Biết Tuốt, một sân chơi tương tác giữa các con với chính bố mẹ của mình. Những chia sẻ hài hước, ngộ nghĩnh và đầy bất ngờ của con trẻ sẽ lộ những bí mật của các ông bố bà mẹ. Truy cập website www.songvangproduction.com.vn để đăng ký tham gia chương trình, hoặc email về địa chỉ conbiettuot@gmail.com, hoặc gọi đến hotline 0979 493 293 để được hướng dẫn thông tin chi tiết hơn. Con Biết Tuốt luôn chào đón tất cả các gia đình trên mọi miền tổ quốc.